Hai chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Thì hôm nay có mua được mới càng ở nhà, lâu lắm rồi mới gặp lại cái càng này nè. Càng gì? Cái càng này mà cúm. Càng khủng long. Khủng long có càng. Bà biết khủng long không? Mẹ là có khủng long chưa mà biết nó không có càng. Trong trường hàng xã đi nói chuyện. Thì lâu lắm rồi Hải Ca mới gặp lại cái càng cúm này cả nhà. Thì nghe người ta nói là càng cúm chứ cũng không biết con càng cúm nó là như thế nào nữa. Nhưng mà cái càng hôm nay Hải Ca mua nó cũng là khá là to nha cả nhà. Cúm chắc cúm lắm á. Đó, núm, chắc cũng núm hay gì nè. Đó. Đây mua được một gỗ cả nhà ơi. Đó, càng này thằng này ú ú mà. Thì hôm nay mình sẽ làm món càng gan muối nha cả nhà. Đó, nói chung là bây giờ bật không biết gì. Luộc trước, bây giờ mình luộc trước xong rồi mình mới gan với muối. Thấy không? Không thần. Còn cái này là Hải Ca mua được cái hũ muối tôm cay. Muối này cũng ngon mấy nha cả nhà. Chắc khúc cắt khúc là mới nấu cả cái gì. Đồ biết luôn. Dành cho tướng ngắt giao luôn ngắt cho. Các cái xả rồi kìa. Trời ơi giữ dữ chứ. Giao luôn ngắt à. Để cắt từng tép. Dung về nó thừa. Trời ơi gãy cho bạn vậy bây. Rồi rồi nhấc cái bàn mẹ rồi. Nè. Gõ gãy cái bàn người ta ông ơi, ông thần ơi. Cắt thì tép đi. Trời ơi. Trời. Hai anh hai. Trời ơi. Chú này cứ. Trời ơi. Chị Trang mã luôn. Nó bị cứng cho bộ. Vô lên phải không? Bỏ vô luôn. Trời ơi. Chắc có mấy tấm xạ mà nó gãy hết trơn. Chị thử hậu đậu nó hậu đậu hơn. Bây giờ mình sẽ luộc cái càng cúm này với xả cho nó thơm một xíu nha cả nhà. Luộc khoảng 70% gì đó xong rồi mình vớt ra mình gan với muối hột nha. Không biết là có thành công hay không nữa. Còn này là cái nước chấm. Chấm xíu mà đổ ra sao nha. Gan muối vừa chấm muối nữa hả? Ừ, gan muối ngoài cái vỏ ngoài mình liếm 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 còn thịt trong mình chấm muối. Được không á? Được sao không được trời. Gan muối mà. Ừ. Gan muối mà chấm muối nữa. Ừ. Có ăn được không? Được. Gan muối là liếm trong ngoài. Chấm là trong miếng thịt. Đúng, thông minh. Cũng thông minh. Đúng. Ok. Ok, giữ rồi đó. Ôi trời. Thấy là nhức nách rồi đó. Gì? Thì mà nó xong không? Rồi, hơi ít nước rồi. Ít lên, vậy là được rồi. Còn nhanh xong. Bọt đá thì nhanh chín. Mình nhúng không ha. Bây giờ mình đại xíu. Rồi, mình muối vô. Cái gì? Gan. Để đây lại. Rồi. Đó. Mẹ biết gan mới sợ đó. Mẹ biết gan muối không? Con mày cá lộ này mày biết gan không? Nó hồng á. Gan bỏ muối rồi đổ con này. Trời ơi nói chuyện như đúng rồi vậy. Biết làm không? Không. Chưa làm lần nào mà. Ăn đâu làm. Trời ơi. Đó muối vô cái bỏ thì vô cái gan tới gan nuôi vậy nè. Nuôi ra. Cái này là một hồi mình làm cái nước sốt mà để gan muối nha cả nhà. Cái muối này nó cay dữ lắm nha. Người đây đủ không ta? Nhiều lên. Mặn á, cái này mặn, cái càng này nó mặn rồi đó. Thì thôi ít lại đi. Con này ở biển mà. Đó, đây đây đi. Con xài được không để qua. Đó. Bây giờ mình đại một chút xíu cho nó chín chín á, cái mình vớt ra rồi mình bỏ vô cái chảo mình gan nha cả nhà. Ừ, mà cả nhà nha. Trời ơi trời. Trời ơi. Ừ. Miếng á. Ôi ngon. Tao đi thử miếng à. Ngọt. Ơi nó ngọt. Cảm ơn thử miếng. Muối này ngon nè. À. Trời ơi, đã. Nhức nách luôn á. Mẹ ăn mẹ. Mẹ làm thử miếng à. Ừ. Ngon dữ lắm. Phê. Không có ê. Nè. Đã, ăn ở trên mà dưới chảy nước luôn nè. Ừ. Ngon. Ướt nhẹp cái quần luôn. Chả quần ướt chè đi. Trên bụng chua. Chua té lá luôn. Ui, càng là càng cua không, không có tôm, không có bầu luôn. Không nghe mùi chừng ra. Gió bên này mà nghe mùi. Mùi thối. Càng tôm. Chín chưa bà? Hả? Chưa chín đâu. Còn gan muối làm chi? Nó nghe ốc còn nghe nó có đá mảnh. Không có chín còn thấy nó còn cắt à. Chút còn gan muối lại nữa ông ơi. Ủa, đỏ đỏ rồi nhìn ra. Cái này ăn của mình nó đâu? Mình nó chút bé hả? Sao mình nó chút bé rồi ba bé con cúm không ba nói như thiệt kìa. Thấy trên truyền hình hoài á. Chứ thằng tàu có ăn nó đâu vậy. Sao bọn mình nó không ăn? Ai biết. Ủa rồi ăn.
em. Mình như nhỏ gì á. Dạ. Dạ nóng. Rồi 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 rồi, nhắc cái nồi xuống luôn. Cái muối vô. Cái này cái muối nè. Nước nhiều bỏ luôn. Đó, quậy muối lên. Bỏ tỏi vô. Biết làm không chỉ dữ vậy. Dạ, thích yếu lập tỏi thẳng á. Rồi vô cái mỏ quá rồi. Đó trời ơi. Thử vô mẹ, hết vô mẹ, hết vô. Vô làm gì vậy? Vô. Rồi đi đâu vậy? Nó nấu mà đi vô đi. Đi đâu? Vô. Rồi tan rồi, trứng xào hoài trời, ớt ngon chết. Biết chừng nào xào lại. Xào lên. Cái này nấu muối chứ ăn muối gì vậy? Chính rồi cả nhà ơi, giờ để ăn thử coi thành quả coi nó thế nào đây. Bà làm thử một cái càng bự coi. Cho cái đầu đập nha. Muối mặn với gì đâu liếm trời. Chẳng được rồi. Thử đây. Đẩy gần nè. Hả? Ừ, mỉm mỉm vậy. Ừ. Ừ. Mặn. Muối nó mặn. Đưa cái đậu cho bỏ xương vô. Nó mặn chát luôn. Nó mặn chát luôn. Thiệt. Nó mềm à. Cho cái đầu gõ nè, không gõ. Đúng mắt mời cả nhà nha. Thật mặn không? Lạc chách luôn á. Biết rồi. Này lạc chách à. Họ đều phải nhách cái miệng lên á. Mời cả nhà nha. Đi thử cử này miếng đã. Không, ở ngoài nó mặn chứ trong không mặn. Ở ngoài mặn lắm. Thì gan muối mà. Bao mặn luôn á. Cái này ngon vừa ngon mày đừng ăn vỏ ngoài thôi à. Ngon lắm cả nhà ơi, món này mà có lon bia làm hết sảy luôn té. Mời cả nhà. Trời ơi, ăn này uống tất cả luôn. Muốn gà luôn. Mày nói lớn lớn rồi mẹ. Cà cà. Đâu có mặn đâu. Đâu có mặn. Lạc nhắc nào phải không? Ừ. Nhắc cái miệng lên á. Cả nhà nha. Trời ơi, em được cục thịt đây. Thịt nó ngọt quá ha. À, mặn rồi. Ừ, nó uống. Ngọt quá. Quách những này vô. Làm ra muối nó mặn. Con cúm mà cái càng ngọt ghê á. Như cua vậy á. Nhớ giờ mới biết con cúm á. Mẹ ăn mày đừng cắn nha mẹ. Mày cắn rớt gần gã. Đâu dám cắn đâu. Bắt rồi. Trời ơi, đây nguyên một mâm luôn rồi cả nhà. Dương cúm ngộ ha. Tên gì kỳ vậy? Này đứa. Đúng. Miếng này ngon nè. Thịt kìa. Thịt không nè. Cái nhà. Làm miếng rau ba. Cô gâm khó ăn quá vậy. Cô gâm khó ăn. Cứng như vậy. Cứng này keo cắt. Mời cả nhà nha. Thôi cái đuôi kìa. Sao nó bập hay vậy. Có cái chài nè. Gì. Không nhăn. Theo văn quá. Cho vợ nè. Cảm ơn. Ôi đã không cả nhà ơi nè. Không ăn đi. Khổ chấm luôn á hả cả. Vừa ăn. Cho con này nước kiểu người ta. Gì vậy?
nước hút nước luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng bà, đúng tủ rồi. Tủ ăn hải sản đúng không? Có người chảy nước miếng luôn. Chảy miếng, chảy miếng. Camera đang chảy miếng. Ở ngoài nó dài vậy, còn nó nước nước không à. Thật không à. Ê, mời cái nhà một cái nữa ha. Cái nhà. Dạ. Nước nó mặn. Nước nó cũng ngọt nước. Chấm miếng nó mặn nữa. Ừ. Chấm muối chấm từ thôi để người ta quay chứ cái chấm cái gì cái quay sâu kẹp. Kéo này. Chấm cái quất rồi quay sâu kẹp. Rồi, đợi liếm vô cái vỏ. Mặn mặt cố rồi, cần gì chấm muối. Ta cắt miếng thịt cái ta liếm miếng này nè. Miếng ngoài nè. Liếm vô nó mặn mặn ngọt ngọt không? Tôi thấy thấy nó mặn đâu không biết ngọt nào nè. Thịt nó ngọt. Ngon cái nhà tươi rối luôn chấm muối ơi ngắt ăn còng rau. Quá đã nó luôn. Cũng mặn cũng ngọt, cũng mặn cũng ngọt, mặn cũng ngọt rồi chứ muối nhiều mặn mặn quá chỗ này á. Cái đầu á, cái đầu này là nó thấm muối nhiều nhất nè đó. Muối về đây cũng luôn á. Tốn nước quá. Sao mặn dưới ta? Trong nó không có mặn. Ô, chạy nước luôn. Cameraman nha. Cảm ơn nha. Trời ơi, đừng cục mình cả nhà ơi. Thử rồi. À quên cho miếng muối. Ô, trời. Tơi tái, tơi tái luôn. Nước quá nước không? Nước áo này. Rồi miếng này ngon rồi. Thịt ta. Miếng ngon rồi. Trời quá đã cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Chấm muối. Chấm được không? Được. Ngon không? Liếm ở ngoài á, muối nó mặn mặn ngọt ngọt. Thịt nó ngọt nó đã. Chào ông. Được không? Im không ba? Im. Mày có một lon nữa là im luôn phải không? Có một lon nữa, sỉnh sỉnh luôn. Vô được không? Trời ơi, cái miếng của mày à. Mày làm hay hả? Cuốc cái mặt. Trời ơi, tới cái cục kẹo luôn. Mọi người mới ăn con cúng này đầu tiên. Cà cái con gì? Đồ cứng gì vậy? Nè, lấy này là gọi. Rồi. Không có nguyên con thử coi con cúng nấm nó sao. Núm núm. Cúng núm gì? Cúng núm gì? Cúng núm khác mà mẹ, cúng núm nhỏ hơn mà mẹ. Núm như con gà á. Dịch. Con gà nước lần cúng núm đó. Ủa, cúng núm lần cua mà. Cua. Con cúng núm mà như là nước. Gì nữa? Không phải con cua nhỏ nhỏ, cua cúm hả? Cúm núm là con gà nước á. Là kêu cúm núm á. Con này cơ càng gì càng cúm. Càng cúm. Cúm này chắc không bự á ta, sao càng bự. Không có cái mình nữa ha. Mình cứ quá hơn nha, thấy chút ác hả. Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy hình. Trời ơi, cái càng nó to quá. Ba con tay luôn. Rồi, em mời cái nhà cái nữa nha. Ôi. Tới cùng kẹo. Trời ơi ăn nha. Cái chỗ mà cái cá trắng này nè. Nó đã hay nha. Trời ơi nó mặn. Trời ơi, thịt nè. Chấm bốc. Ngon chưa? Trời cái này cao hết cả nhà ơi. Cái này chắc ăn me ngon lắm nè.
caramel nó có mặn. Trời ơi cảm ơn nha, đừng cái nữa nè. Sao cho cái chỗ mà mặn mặn không vậy? Cái của nào chị cho của đó đó. Ừ, ngọt cái này. Ngọt này à. Có cái méo nào méo không nè. Ừ. Này con này cũng thịt dữ hả em? Nè, cho nè. Trời ơi. Này nè cả nhà ơi. Mơn yến nha, trời ơi tốt chứ trời. Chăm thử miếng nha. Thấy anh chạy nước miếng quá, anh cho anh. Con tính ra ngon hơn con đẻ hả? Ở nhà nha. Ăn được cái càng không có da. Ừ, ngọt. Đâu có mặn lắm đâu mẹ. Đâu có mặn. Có cái đầu á. Dạ. Nè anh liếm thử cái chỗ này đi. Thôi thôi à. Quéo luôn. Quéo luôn. Rồi cả nhà ơi, ăn từ nãy giờ ăn cũng còn cậu 3 cái để chừa cho con gái My cả nhà. Thôi giờ cũng xin tạm biệt video đây nha. Kết thúc. Bye. Bye.